Xin chào, tôi là Nipsy đây. Ở các video trước, tôi có từng review về các con chuột như Larry 70, Kata Pro và mỗi chuột văn phòng. Và tất nhiên, các con ấy đều có hệ Ratclick. Nhưng hay là ra, tôi cần mua cho mình một con chuột tốt hơn. Một con chuột mà có thể đạt các nhu cầu như Reaching, VP, Clutching và nhiều thứ khác. Sau lâu tìm kiếm thì tôi đã quyết định mua cho mình một con chuột mà rất nổi tiếng và rất nhiều người ưa chuộng trong những năm gần đây ở con đồng Minecraft. Đó là Rocket Ken 100. Một con chuột được biết đến có lượng CPS cao và được mua rất nhiều các thị trường gần đây. Và hôm nay tôi sẽ review và đánh giá các thứ mà tôi cảm nhận được khi sử dụng con chuột này. Và trước khi vào video, các bạn nhớ like, share, subscribe để ủng hộ kênh tôi và tiếp theo động lực cho tôi nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ở video nào, let's go. Yo. Oh my god, look at it, bro. Yo. Ok, trước khi vào review tôi sẽ nói về giá cả đã. Ở nước ngoài, Rocket Ken 100 sẽ bán với giá 50 đô, tức là 1,1 triệu. Một tầm giá trung bình đối với cái một con chuột để chơi các tựa game khác mà Minecraft ra. Ở Việt Nam, các bạn có thể tìm mua một con Rocket rơi vào tầm giá 1,2 triệu trở lên ở các shop tiền order trên web hoặc sẽ được bán ở ngoài. Đối với tôi, tôi mua Rocket Ken 100 ở nước ngoài và giá của nó là 1,6 triệu. Cái giá này đắt là cái vì cái thuế từ Việt Nam, từ nước ngoài về Việt Nam nên cái giá thuế nó sẽ rất là cao ấy, nên tiền ta cũng đúng. Và thời gian ship của nó là 2 tuần. Nhưng với tầm giá này á, thì đối với tôi nó sẽ xứng đáng. Tiếp theo tôi sẽ nói về cảm giác khi sử dụng. Để mà nói thì tôi không phải là một reviewer nên tôi chỉ đánh giá những đặc điểm mà tôi cảm nhận được khi sử dụng nó trong thời gian gần đây. Đầu tiên là ngoại hình. Rocket Ken 100 là một con chuột có dây để chửi thiết kế cho tay phải. Khi bắt đầu nhìn ấy, thì ta sẽ thấy ngoại hình của con chuột rất là bắt mắt luôn. Cảm giác chất lượng xây dựng cũng rất tốt và kiểu nó được xây dựng rất công phu tinh tế. Ở phía bên trái có hai nút để chỉnh tab và phía giữa có một nút để chỉnh DPI. Con chuột cũng rất dễ lan và dễ sử dụng. Ở hai bên chuột còn có bề mặt nhánh là cho cảm giác cầm được đánh chắc hơn. Cân nặng rơi vào 89g, chắc thế. Một cân nặng trung bình, không quá nhẹ cũng không quá nặng. Ở đế chuột được dán với hai miếng phít làm cho chuột bám chắc được mặt bàn. Về kích cỡ, Rocket 100 có kích cỡ khá to. Đối với tôi, một cái hàng có bằng cái tay cực nhỏ luôn. Khi cầm vào thì có cảm giác rất là to nhưng mà nó vẫn mang lại cho tôi một cái cảm giác gọi là rất chắc chắn. Kiểu nó vẫn cầm vừa ấy. Với những người tay lớn thì nó sẽ rất dễ sử dụng.
đổi mừng. Ốc đúc. À, chơi 2 pixel này không bao giờ cheater đâu nhỉ. Thôi, chơi nhỏ. Bye bye mấy em. Anh chạy đây. Xuống Sibaka. Ok, và đó là những clip mà tôi đã kiếm được với con Rocket Cam 100 này. Để mà nói thì đây là con chuột đáng giá tiền với tôi nhất, vì nó phù hợp cho tất cả các kiểu clip và cũng phù hợp với tôi. Các bạn thấy sao về con chuột này? Hãy bình luận phía dưới để cho mình biết cảm nhận của bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Tạm biệt mọi người. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Bye bye.